Bây giờ Thu Hằng sẽ hướng dẫn các bạn xóa nhóm Zalo mà mình tạo nha. Ví dụ như Thu Hằng tạo một nhóm Zalo mới. Thu Hằng nhấn vào cái chữ nhóm ở dưới đấy, có nhiều cái hình người đấy. Sau đó Thu Hằng tạo nhóm mới. Đặt tên nhóm, ví dụ là Hằng đặt là nhóm xóa nhá, xóa nhóm nhá. Tạo để xóa nhá. Tạo nhóm để xóa. Ok. Rồi bây giờ Hằng sẽ tìm người để Hằng đưa vào. Ví dụ Hằng tìm con lụa. Hằng cho một người nữa. Đó là chồng của Hằng vào. Ok. Tạo nhóm. Nhóm phải có ít nhất 2 người. Sau khi Hằng tạo nhóm xong, rồi Hằng sẽ xóa nhóm này đi bằng cách. Sau khi mà mình đã ấn vào cái nút ba cái gạch dọc ấy, thì nó sẽ ra cái lựa chọn và mình chọn đến cài đặt nhóm. Sau khi nhấn vào cài đặt nhóm thì mình sẽ nhấn vào cái kéo rìa xuống đấy, nhấn vào chữ giải tán nhóm. Mời tất cả người mọi người rời khỏi và xóa tin nhắn, nhóm đã giải tán sẽ không thể khôi phục xóa. Vậy là xong. Vậy là nó đã hết rồi đấy ạ. Sau khi mà mình xóa xong ra ngoài nó hết, không còn nhóm đấy nữa. Phải ra ngoài, ra hẳn ngoài, vào lại Zalo thì nó sẽ không còn nữa.